Thưa quý vị và các bạn, mẹ bỏ đi, bố chối bỏ trách nhiệm, bốn chị em Lò Thanh Huyền, bản Nọng Tắng, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên phải nương tựa vào nhau dưới sự che chở của ông bà ngoại trong nhiều năm qua. Song do tuổi cao sức yếu lại gồng gánh nuôi bốn đứa cháu nhỏ đang tuổi ăn tuổi học đã khiến cuộc sống ông bà ngoại của Huyền đã khó nay lại càng khó khăn vất vả hơn. Bốn chị em Huyền đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Chuyên mục Nhu cầu nhân ái hôm nay xin giới thiệu tới quý vị hoàn cảnh đáng thương của bốn chị em nghèo. Trong căn nhà sàn siêu vẹo sập sệ là cuộc sống vô cùng khốn khó của mấy bà cháu Huyền. Do sức khỏe yếu cộng với ruộng vườn ít nên bà và bốn chị em Huyền luôn trong cảnh bữa đói bữa no. Ông ngoại thì quanh năm ở lán nương để chăn trâu thuê cho bà con hàng xóm, kiếm tiền lo cho các cháu. Chật vật nhất chính là bước vào năm học mới. Ngoài tiền sách, tiền vở, đến tiền học phí của bốn đứa cháu đã làm cho ông bà của Huyền lo lắng suy nghĩ rất nhiều. Năm ngoái, em trai út của Huyền đang theo học mầm non đã phải nghỉ học để dành tiền cho các anh chị được đến trường. Năm nay, Huyền lên lớp 9, em trai Biên học lớp 7, em gái Hân học lớp 4 và em Khôi học lớp mẫu giáo lớn. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chị em Huyền luôn bảo ban nhau cố gắng và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Song ước mơ đến trường của các em cũng xa vời như hy vọng có được tình yêu thương từ cha mẹ vậy. Bởi những khoản vay nợ trước đây, ông bà lo cho các em đi học vẫn chưa trả được. Bây giờ không biết xoay sở bấu víu vào đâu. Có năm bụi cứ một bụi thiếu 3-4 tháng ấy. Thiếu 3 tháng, còn cái bụi này thì thiếu khoảng 2 tháng, còn bụi kia thì 4 tháng. Bà không có tiền cho cháu học thì cũng nhiều lắm. Đứa lớn ý thì cũng 2,6 triệu, còn cái thằng kia cũng 2,6 triệu. Cháu bé này hơn 1,7 triệu, còn thằng này thì 2,9 triệu mà. Thế bắt buộc cô phải cho cháu học nghỉ học một năm này. Nhưng bây giờ bà cũng không biết làm thế nào thôi. Thì bây giờ đau được từng nào hay từng nấy không, chẳng biết làm thế nào bây giờ. Cháu năm nay lên lớp 9 ạ. Cháu rất thích đi học ạ, tại vì đi học được gặp bạn, gặp thầy cô, được thêm nhiều kiến thức ạ. Mong muốn đi học để có nghề nghiệp giúp đỡ được ông bà. Mỗi khi buồn, chúng em đều nhớ mẹ, nhưng mà chúng em vẫn động viên nhau cố gắng học giỏi để sau này giúp đỡ ông bà khi về già. Bất lực trước hoàn cảnh khốn khó của gia đình, ông bà ngoại của Huyền đã làm đơn xin cho hai cháu Biên và Hân về ở chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh để có điều kiện ăn ở và học hành tử tế hơn. Đây, bây giờ bà đang bảo là cho cháu bên Phật chùa Phật Tích ấy, thì cô định gửi hai cháu Biên với cháu Hân xuống học ở dưới. Không hỏi các cháu bảo là các cháu muốn nghỉ học hay là các cháu muốn, nếu mà bà xin được thì cho các cháu học ở dưới chùa có đi không, các cháu bảo là có, miễn các con được học được thôi, nó là thế. Các cháu cũng sợ nghỉ học ấy, ai cũng khóc, ai cũng không muốn nghỉ đâu. Trong những năm qua thì bên ủy ban nhân dân xã thì cũng biết hoàn cảnh của bà là phải nuôi rất là nhiều cháu mà ăn học thì rất là vất vả. Thì xã cũng có những cái chế độ chính sách như là có dịp có quà cáp của dịp lễ Tết của bên chùa chiền hỗ trợ, hoặc là những cái dịp mà quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 thì xã cũng ưu tiên cho các cháu những cái suất quà gọi là của ít lòng nhiều để động viên các cháu, để ủng hộ động viên tinh thần cho bà, để bà có động lực để nuôi dạy các cháu tốt hơn. Qua đây thì bản thân tôi cũng mong muốn là các cơ quan đoàn thể, các tổ chức từ thiện có lòng hảo tâm, các mạnh thường quân có những cái phần quà hay xuất quà nho nhỏ, sữa hay là tiền hay là vật chất ủng hộ các cháu để cho các cháu đỡ vất vả hơn. Cuộc sống khó khăn bế tắc đang bủa vây ông bà và bốn chị em Huyền. Hy vọng những tấm lòng hảo tâm dang rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ gia đình em Huyền sớm vượt qua khó khăn để bốn chị em có điều kiện tiếp tục được đến trường học hành đủ đầy hơn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ bà Quang Thị Xiên, bản Nọng Tắng, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, hoặc chuyên mục Nhịp cầu nhân ái Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên.
Chương mục Nhịp cầu nhân ái của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.